Làm thế nào để thu hút 1.000 khách hàng đầu tiên bằng phiếu tặng quà hay còn gọi là phiếu lead magnet? Như các bạn thấy thì rất nhiều chiến lược, bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào thì chúng ta có thể tặng họ một món quà hoặc là một phiếu coupon giảm giá nào đó. Thông thường tài liệu số thì chúng ta tặng e-book, tặng video, tặng một món quà tặng nào đó. Mục tiêu là gì? Chúng ta xây dựng mối quan hệ cùng với khách hàng để chúng ta có thông tin khách hàng. Sau này chúng ta chăm sóc remarketing quảng cáo vào đúng đối tượng khách hàng tiềm năng. Bằng những chiến lược này thì rất nhiều tỷ phú trên Internet đang còn áp dụng. Không những Internet mà ngoài offline cũng như vậy. Ví dụ bạn vào một cái siêu thị thì thường chúng ta nhận được một mã coupon và để chúng ta phải để lại thông tin, ví dụ số điện thoại, email vân vân, đúng không ạ? Và sau này họ nhắn tin tự động bằng SMS, email hoặc chạy quảng cáo remarketing bám đuổi khi họ ra một chiến lược hay một sản phẩm dịch vụ nào mới. Và đây là cách đơn giản nhất để chúng ta có được một landing page tặng quà thu hút đơn giản nhất có thể. Nguyên tắc số 1 là chúng ta phải tạo những cái quà tặng dễ tiêu thụ hay còn gọi là họ dễ áp dụng vào công việc cuộc sống của họ. Ví dụ phải dễ sử dụng, áp dụng thực tế, có nghĩa quà tặng đó họ phải sử dụng được và đơn giản hóa để áp dụng vào trong công việc phục vụ nhu cầu thiết thực của họ. Cách đơn giản để tạo landing page tặng quà thu hút khách hàng tiềm năng. Lợi ích của việc tạo, chúng ta xây dựng đường truy cập vào landing page chúng ta. Có thể họ chưa nhận quà nhưng khi ai đó quan tâm thì trên landing page chúng ta có một cái mã pixel để theo dõi hành vi khách hàng để chúng ta đi marketing. Hai là tăng tỷ lệ chuyển đổi cao, bởi vì trong landing page là chúng ta có cấu trúc AIDA hoặc PAG gồm có 16 bước, đúng không ạ? Chúng ta có thời gian để giới thiệu tính năng lợi ích sản phẩm và nhận sáu vào nỗi đau và đem đến cái tính năng lợi ích để khách hàng có sự trải nghiệm. Điều đặc biệt là chúng ta xây dựng mối quan hệ thu được lead khách hàng tiềm năng. Và tăng phổ biến thì bao gồm ví dụ tài liệu e-book hoặc là một video hướng dẫn nào đó. Nếu bạn là sản phẩm vật lý thì chúng ta tạo một mã coupon hay một sản phẩm đầu phễu có thể huê vốn, hoặc có những sản phẩm ví dụ trên Shopee Lazada có rất nhiều người bán lỗ, tuy nhiên khi click vào nhận quà tặng thì chúng ta có cơ hội upsell, downsell thêm những sản phẩm. Lưu ý rằng những sản phẩm đó phải có giá trị thiết thực đối với khách hàng. Mục tiêu, chúng ta có thể tặng kèm phụ kiện hoặc những thứ mặc định miễn phí, thường điểm ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên. Cách xác định quà tặng, chúng ta tìm hiểu xem nhu cầu khách hàng mục tiêu của chúng ta. Ví dụ bạn bán một chiếc điện thoại thì bạn nên tặng một cái ốp điện thoại hoặc là một cái phụ kiện dây sạc nào đó, ví dụ như vậy. Hoặc bạn bán son phấn thì bạn nên tặng một cái món tẩy trang hoặc là một miếng dán tẩy trang nặn mụn, ví dụ vậy, liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Ví dụ bạn bán cái nhóm tư vấn coaching hay bán sách thì bạn nên tặng một cuốn e-book hoặc một video hướng dẫn nào đó. Chẳng hạn như tôi thì tôi tặng một mẫu phễu hoặc là một cái mẫu content video viral, ví dụ như vậy. Chúng ta phải xác định rõ khách hàng mục tiêu chúng ta là tặng cho đúng đối tượng để chúng ta còn chăm sóc nuôi dưỡng và bán hàng sau này. Cách thiết kế landing page thu hút thì tiêu đề nội dung nó phải thu hút đúng khách hàng, thiết kế hình ảnh banner content thu hút, kêu gọi hành động rõ ràng là tải e-book hoặc là nhận quà. Chúng ta phải rõ ràng cách phân phối là chúng ta bằng cách gửi email hoặc là quảng cáo hoặc chúng ta có thể post lên miễn phí, đúng không ạ? Thông thường những quà tặng thì chúng ta là bằng cách là chúng ta thu lead bằng cách miễn phí chúng ta post lên. Và đặc biệt bạn có thể dùng chiến lược là viral, có nghĩa là chúng ta yêu cầu họ tạp tên một hoặc hai người bạn vào nữa thì mới được nhận được món quà mà chúng ta tặng họ. Cách viral để chúng ta nhận được, thu được lead của họ. Liên tục theo dõi được hành vi của họ, click vào cái landing page của chúng ta, xem tỷ lệ chuyển đổi và mức độ tương tác và chỉ số ROI là bao nhiêu. Và chúng ta cần cải thiện liên tục cái landing page đấy. Nếu content không thu hút thì chúng ta cần chỉnh sửa content và phần mô tả về sản phẩm và lợi ích sản phẩm. Nếu phần nào mà chưa hiệu quả thì chúng ta hoàn toàn đo lường được bằng hệ thống đo lường bằng pixel. Và cách thiết kế landing page thu hút thì được thiết kế như sau. Thông thường trước đấy chúng ta có 16 bước AIDA, đúng không ạ? Tuy nhiên đầu tiên là hook, là content phải thu hút. Khi ai đó đi qua landing page chúng ta là phải có cái có hút thu hút. Và trước đấy chúng ta có gồm có 16 bước bán hàng AIDA, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng ta CTA, kêu gọi hành động. Tuy nhiên bằng bước này tôi khuyên các bạn, chúng ta vừa có nội dung bài viết bên này, tuy nhiên khách hàng chúng ta thời đại này rồi, đúng không ạ? Chúng ta cần gắn một cái video bán hàng ở đây hoặc tặng quà ở đây, có nghĩa là video giới thiệu về tính năng lợi ích quà tặng.
Và sau khi họ click vào đăng ký thì chúng ta gửi họ đến ngay một cái trang cảm ơn. Và chúng ta không để tài liệu quà tặng của chúng ta ở đây luôn, mà chúng ta yêu cầu họ là nhận qua email hoặc Zalo hoặc Messenger. Bởi vì chúng ta cần xác nhận họ là khách hàng tiềm năng thật để chúng ta đánh đổi là chúng ta có được email, số điện thoại, thông tin của họ ở đây. Để sau này khi họ có sinh nhật hoặc chúng ta có những cái chuỗi sản phẩm mới, chúng ta chăm sóc và bán những sản phẩm tiếp theo. Và nếu bạn làm room webinar hoặc tài sản số thì chúng ta có cơ hội chào bán những sản phẩm sau này. Giá trị vòng đời của khách hàng này thì chúng ta có thể chăm sóc họ và bán hàng cho họ những sản phẩm tiếp theo trọn đời. Thì đấy là chiến lược chúng ta tạo lead magnet, hay còn gọi là phễu thu hút khách hàng tiềm năng miễn phí chất lượng đến với hệ thống doanh nghiệp của chúng ta. Doanh nghiệp nào đang kinh doanh đều phải áp dụng chiến lược lead magnet thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn những video có giá trị tiếp theo. Và hãy nhớ like, share, đăng ký kênh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại dưới phần bình luận. Tôi sẽ tiếp tục làm những video trả lời bạn. Chúc các bạn thành công.